Thưa quý vị, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie Doss cùng đoàn đại biểu Vương quốc Bỉ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến 25 tháng 8 năm 2023. Sáng nay 21 tháng 8, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie Doss cùng đoàn đại biểu Vương quốc Bỉ. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Việt Nam và Vương quốc Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đang tiếp tục phát triển tích cực. Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie Doss là chính khách cấp cao nhất của Bỉ sang thăm Việt Nam trong năm 2023. Đây cũng là dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 22 tháng 3 năm 1973, 22 tháng 3 năm 2023 và 5 năm đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo Bỉ trong quan hệ với Việt Nam và tiếp nối chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 9 năm 2021. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, cũng như hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ, tăng cường sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, các tổ chức liên nghị viện khu vực và quốc tế. Theo chương trình, dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie Doss sẽ có các hoạt động chào xã giao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie Doss dự kiến cũng sẽ có các cuộc làm việc tại một số địa phương của Việt Nam và một số hoạt động bên lề khác.